Sữa rửa mặt Love Manto dành cho Gen Z. Live with Love, năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai. Ủa gì kỳ vậy trời? Sao tôi chấp một game luôn? Loại ngược dòng này. Wow. Ice cream. Trời, cái gì nó rớt cái đầu em nè. Ôi, cái răng. Cái răng của thằng Nhậm mà. Hả? Mày rớt răng ra rồi kìa. Răng hồn nhậm mày nè. Mày rớt răng ra rồi kìa. Ôi chơi luôn hả? Ôi chơi luôn hả? Bao nhiêu đâu? 3, 2, 1 lên đi. Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh đó. Từ bình tĩnh. Lê được. Từ bình tĩnh. Ê. Đâu đi? Đúng rồi. Sao tôi chấp một game thôi? 1-0. Bạn thua đấy. Bạn ấy lớp trưởng nha, bạn làm gì cho nên hồn nha. Quân đội đã dạy bạn những gì? Không quân sợ trước kẻ thù. Không quân sợ trước kẻ thù. Đã dạy bạn như gì? Không được quân phục trước kẻ thù. Đánh luôn. Mình tin bạn. Nhớ. Xong rồi bây giờ chúng mình sang cặp mới luôn đi. Phòng thủ đi. Mình thua 2 trận đó đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình thua 2 trận rồi, mình không được phép thua trận này đâu. Game này tiếp à? Lượng hồng á. Không, game khác. Game khác. Lượng hồng á. Một, hai, ba. Cố lên Hùng. Ông lại ngược không? Cố lên Hùng ơi, cố lên. Ngược lại ông ơi. Ngược lại.
tức quá. Tao tức quá. Một bên thôi. Đấy, đấy. Đấy, đấy. 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 Rơi rơi lớp khó rồi kìa. Lớp khó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, 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 đúng rồi. Mỏi chân quá. Mỏi chân quá. Không phải sai rồi. Sai rồi, phải ngược lại. Ngược lại. Mày còn ngược lại. Ngược cái chân lên này. Một bên đó thôi. Một bên đó thôi. Ngược lại bên này. Ngược, ngược sang bên này đấy ông ơi. Đây là mệt quá. 10 9 8 7 6 5 mình là vua trò chơi, mình là vua trò chơi. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấy nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đấy nhá. Đúng rồi, đúng rồi, cố lên. Đúng à, đúng à. Lên, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đi ơi. Đúng rồi, cố lên, anh không, đúng rồi. Yeah. Nhìn theo con này chóng mặt dã man. Hay quá Hùng ơi. Hay quá Hùng ơi. Hay quá Hùng ơi. Ngược lại Hùng ơi. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại. Đúng rồi. 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 Mày phải nhìn cái này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Một hết giờ. Mệt quá. Ồ, trời ơi. Nó bị dắt trên cái chỗ này hôm qua. Nãy tôi nó bị hỏng cái chỗ này rồi. Khùng quá, nãy nó cũng vậy gì. Nãy tôi nó qua tới bên này luôn nè. Bây giờ thì để công bằng cho cái kết quả của trận chung kết này thì bọn mình sẽ quyết định đưa ra phương án là bàn xù xì. Ok. Một lần nữa nhá. Một lần duy nhất nhá. Okay. Một lần thứ hai. Ok. 1 2 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 Do bên mình đã thua nên là bên mình quyết định là nhường lại cái vị trí đắc địa ở bên thắng đây Hùng. Đây, 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 Minh Tinh. Vô là lượt cuối rồi nè. Đi về kia đi bạn. Tiếp chứ. Lượt cuối rồi. Cuối à? Thôi thua cũng được. Thua là thua luôn á. Đắc gì. Lượt này mình chơi 30 giây thôi nha. 30 giây thôi đúng không? Phải đi cho đỡ mệt. Phải đi cho đỡ mệt. 3, 2, 1, bắt đầu. Nào chơi. Nào chơi. À, hay quá Hùng ơi. Hay quá Hùng ơi. Cố lên. Hay quá. Hay quá. Hay quá Hùng ơi. Hay quá Hùng ơi. Quá. Ngược lại, ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. 10. Ủa? Yeah. Chơi ngựa mà thỏ. Yeah. Oh no. Ngựa mà thỏ à? Quê tao rồi. Ngủ quê trong chiến thắng. Wow. Này ngựa rồng, ngựa rồng. Cái này người ta gọi là khinh địch. Thì bây giờ mọi người đều biết trò chơi rút gỗ rồi thì ngày hôm nay chúng mình sẽ chơi trò chơi rút sữa.
Mà cái này là cần gì? Cần sự khéo léo của các bạn nữ. Cần sự thông minh nữa nào. Đúng. Sẽ thấy nó hơi niện niện nha. Ừ, cái này mình giọng mạnh nó cũng gớt thôi đó. 1, 2, 3 rút. 2, 3 rút. Ai rút trước? Sushi là gì? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Phần đi rút trước. Trước hả? Trước. Lại tư vấn cho mình đi các bạn. Đâu? Tôi chỉ bạn nhé. Bạn lấy tay bạn gõ gõ nhé. Chứ bạn đừng có rút như Tân Ni nha bạn nhé. Trời ơi. Đổ. Không được. Vậy là mình rút hết ở trên rồi. Từ từ cái đùi cũng nó ngã rồi sao? Sắp đổ rồi. Không, cái này này lấy đây gõ này ra ngoài. No! Gõ từ đầu này sang này, gõ từ đầu này. Mấy cái ở giữa ấy, mấy cái ở giữa là dễ nhất đấy. Ê, thôi. Ê, thôi. Đi rút cái ở đáy luôn rồi sao? Trời ơi. Nó nhẹ lắm. Cứ đi anh đi. Cái dưới dễ á. Mình chơi là mình phải chơi trộn. Như tôi nhiều người. Đổ. Từ. Được, hay được. Quá, được. Rồi, sang đầu bên tôi. Sang đầu bên tôi. Tôi. Nhìn nó rớt á. Không rớt. Nó rớt. Tôi nhìn được cảm giác. Tôi. Không rớt đâu cậu ơi. Được. Rớt rồi. Cẩn thận nhé, để ý cái trên đầu này, để ý cái trên đầu. Gió rồi quá. Không, bên này nó chuẩn kênh xuống rồi. Chẳng gió. Bên này nó kênh xuống rồi. Gió thật mà. Nó rung á. Với lại mình đang đứng trên này nè, mình đi. Có nghĩa là mình lấy mình giật ra dứt khoát luôn. Không biết là tôi bắt đầu đổi đây. Rút ra dứt khoát. Rút mình mà. Sợ quá à. Hai tay cùng kéo ra. Không rớt đâu, hay lắm. Nó rớt là đội người ta rớt chứ không phải đội mình rớt đâu. Xoay hết cỡ đi, xoay. Không an toàn rồi, không rơi. Bị rơi về đây. Không rồi. Rơi mà. Thầy im mồm đi. Có rơi rơi được không? Hay. Hay quá. Rớt này. Hay vậy? Cẩn thận. Không được, cái này nó khó nha. Rút, rồi rút ngang ra. Rồi, biết rồi. Xoay ngược lại đi, xoay lại cho đổ lại bên kia đi. Nó đang bị đổ về một bên rồi. Nó chịu tải rồi, kiểu gì nó cũng rơi. Hồi hộp quá. Tim đập bật luôn á trời. Tim mình nốt nhạc hồi hộp. Ok. Đúng. Không được, nó chịu tải rồi. Được. Oh no! Và bây giờ thì bọn mình sẽ được đọc gợi ý. Nói chung là có 4 gợi ý thì chia cho 1, 2, 3, 4. Nói chung là bên kia thì đúng rồi, chị thấy không? Cởi áo ra nóng quá, cay. Nóng quá, cay. Thua cay. Không, người ta gọi là sự mát mẻ. Cái này người ta gọi là phong cách mát mẻ không? Bây giờ nhá, là sẽ có một cái câu đố. Và nếu ai đoán được câu đố đó thì lên rung chuông.
đọc lớn lên cho mình. Mình nghĩ là mình nghĩ là đáp án mình có luôn rồi và hợp lý với bên này luôn. Biết là gì không? Nói luôn xem nào. Chó ngáp phải ruồi. Chó ngáp phải ruồi. Chia nào, chia nào, chia nào. Chia nào, mừng tuổi, mừng tuổi nào. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Cảm ơn trưởng nhá. Nào. Cảm ơn ba. Chúc con học giỏi nhá. Rồi. Oh no. Sức khỏe nhiều nhá. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Nói chung thì ngày xưa thì mình học tập theo đức tính của Leo Lop á. Mình là một người biết chia sẻ và một người rất là tốt bụng ấy. Yeah. Nên là mình sẽ tự đọc thôi. Rồi. Có đáp án luôn rồi. Nào bạn lên đi bạn. Giáp lại, cất vô giấu đi. Giấu ơi. Lận đận tình duyên rồi đó. Bớt đi. Ăn luôn. Tôi ăn luôn. Đi đây giữ cho. No. Rồi lên lắc đi bạn. Mà thôi cứ lên đoán trước đi, sai bọn tôi đoán. Mày có đáp án thì mình thôi. Lên thôi. Ê từ từ bạn ơi, tăng phần gay cấn. Chúng mình tự chạy với nhau đi. Oh no. Mấy cái thằng khó thích thể hiện ghê ấy trời. Để cho mình bị đau chân mình lên rung cho nó nhục. Sao bạn thích chạy nhanh thế? Mình ghét nhở. Chạy nhanh thế cậu ơi. Và đáp án của câu ngày hôm nay đó chính là đúng nhận sai cái. Và gợi ý của mình là đây là một câu nói hot trend vô cùng thịnh hành từ top top. Yeah. Lại còn bổ quả này ra nữa thì câu nói này xuất phát từ một nhân vật nữ. Rồi, gợi ý này là người đắt giá nhất này. Bổ quả câu này ra, ai mà chẳng có thể nói tiếp được đúng mọi người. Bánh đậu xanh nữa. Rồi, đáp án của các bạn chính xác. Cảm giác tôi nhớ cảm giác người chiến thắng quá ta. Đi mất thôi. Đúng. Rồi mình phát cho mỗi bạn đội bên đấy một hộp sữa đi, uống cho đỡ cay. Cái này không phải phát, cái này là nhà trường phát. Sai. Và cái hộ cái. Cái hộ cái. Ok, vậy là đã kết thúc tiết học đầu tiên. Và đội chiến thắng đó chính là đội tui tui. Đội chiến thắng chính là đội tàn như không phế. Tàn như không phế. Không sao cả. Cũng được. Và mỗi người trong đội sẽ được nhận một huy hiệu. Tony. Yeah. Nào lại, người xin. Bạn này không được. Không được bạn. Đúng rồi, tôi là có huy hiệu Leo Lop rồi. Xin mời. Rồi, xong chưa các bạn yêu của mình ơi? Ok, chúng ta. Ok, chúng ta. Go! 3, 2, 1, go! À, hai hình tròn chút. Dễ hai hình tròn này nghe. Từ, hai hình tròn nhỏ chút. Dễ mà, cái này dễ mà. Rồi, tròn. Mình mà ngồi đấy mình không nhìn thấy gì, lấy mắt mình cận. Ê, có biết ve không đây? Đấy, được, ok, hình nữa. Đây ba hồi lượng đó nha. Biết rồi. Rồi. Yên tâm đừng có phân vân đối thủ. Rồi, gạch ngang. Huy ơi bỏ cái tay ra gần dây quá rồi kìa. Từ từ đó. Thả đó. Rồi, gạch ngang nha. Để Hương kéo, đường kéo. Wow. Đó. Hiểu chưa? Chứ phải vẽ thêm cái gọng rồi chứ cái này thì nhìn không ra đâu. Ok cái gọng nha, đẩy lên nha. Đúng không đây? Đúng. Áo ngực. Ha ha ha!
là cái kính dâm. Đây là cái kính dâm. Đây là cái kính dâm. Kính dâm. Kính dâm. Gì vậy ta? Đã bảo là cái này rồi. Đã bảo là cái này rồi. Gì vậy ta? Ngồi đây xem sao. Tiếp đi, tiếp đi. Ngồi đây nó kỳ lắm. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp, 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 tiếp. À, cái mắt kính. Hình tròn, hình tròn trước, hình tròn. Hình tròn trước nha. Tròn, tròn. Đúng rồi. Là sao nữa? Đi xuống luôn, đi xuống luôn. Đi xuống nha, đi xuống nha, đi xuống nha. Đây là cục gì ấy? Xuống bên, bên Huy, Huy, Huy kéo xuống, Huy kéo xuống. Lollipop, lollipop. Phải đâu? Lollipop. Ôi, cái này khó nha. Ở bên đây. Ê, nó giống. Nó giống cái tên lửa. Phải, đừng lừa. Rồi, rồi. Đấy. Đấy. À. Đấy. À. Ice cream. Ice cream. Trời ơi, cái gì nó rớt cái đầu em nè. Ôi, cái răng. Cái răng của thằng Nhậm mà. Hả? Mày rớt răng ra rồi kìa. Răng hồn nhậm mày nè. Mày rớt răng ra rồi kìa. Kéo con, kéo qua, kéo qua, kéo qua, kéo qua, kéo đó. Mình tập trung đi, mình tập trung đi, kéo đó. Trời ơi, tôi nhìn lén được rồi. Cái này là cái... Rồi, cái này dễ nè. Cái là cái micro. Cái là cái micro. Wow. Ghê, 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 ghê. Ủa, cái này dễ quá hả? Cái này dễ quá hả? Sao hai nó nhìn này? Vẽ tiếp nào, vẽ tiếp nào. Rồi, kéo một nè. Và bây giờ các bạn sẽ có 5 phút bắt đầu. Rồi, nhanh lên. Nhanh lên chị ơi. Rồi dễ đấy, từ từ. Rồi dễ đấy, từ từ. Đây, phải đi từ phải đi. Đây, dễ rồi bên này. Công nhận luôn. Ngang qua trước nha. Dễ kinh khủng. Rồi. Rồi. Bỏ tay nè. Rồi bên này nè. Sang đây. Rồi. Ôi. 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 Đánh vào. Rồi, kéo xuống Minty nha. Kéo từ bên này xuống đi. Kéo từ bên em xuống. Mấy Fanny, cho mọi người kéo xuống đây. Khó rồi. Vẽ vậy sao mà hiểu được. Ủa. Kéo sang. Anh phải kéo sang chứ. Em bị anh khác đi, bị anh khác đi. Rồi, vẽ ở đây. Lại. Đặt xuống. Rồi, đó, vẽ sang. Kéo sang. Kéo sang. Kéo sang. Kéo vào bên kia chứ. Kéo sang. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ủa kìa. Hai cái bút kéo xuống. 1, 2, 3 Rồi, đẹp rồi. Bên này có rồi, bên này có rồi, bên này có okay, rồi. Ok, rồi. Đây rồi. Đặt kéo sang Thịnh nè, kéo sang Thịnh đi. Rồi, ok. Rồi, cái này kéo xuống bên phía Minty nè. Ok. Kéo bên tôi nè. Đúng rồi. Thịnh ơi, kéo đi. Sao lại cứ là mình ấy nhở? Kéo này, kéo cho, đẹp kéo cho. Phải bạn là cái trụ á. Đây, kéo đấy, kéo chấm đây này. Kéo cái chấm này. Nhậm ơi. Kéo cái chấm này. Kéo từ đây nè. Xuống đây nè. Kéo từ đây nè. Xuống đây nè. Đúng rồi. Cho tôi một gợi ý để tôi đoán thôi. À, cho tôi đoán. Rồi, vô. Từ bị ăn nòn chung kìa. Tớ chung cái gì chết mình kìa. Đây bây giờ gạch từ đây xuống đây đây nè. Nhớ là con cá hả? Để gì vậy? Khó quá, có thể bỏ qua từ khác nha. Từ khác tiếp theo đi. Từ khác tiếp theo đi. Cho từ tiếp theo trước đi. Từ tiếp theo trước đi. Bỏ qua. Oh no. Khó, bên này khó dã man luôn đúng không?
Rồi, à, đây, 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 đây. Từ mới. Nhìn vô, nhìn vô. Lắm, dễ mà. Này, bây giờ kẻ thẳng xuống, quẹo qua. Kẻ thẳng xuống, kẹo qua. Rồi. Quẹo qua đó. Vòng một cái đi là được rồi. Vòng này, từ, 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 đây, đây, đây là chúng ta xong rồi, đi một vòng tròn. Đi một vòng tròn nhá. Đây, ở trên này, ở trên, ở trên, ở trên, ở trên. Ê, tôi ngủ nhá, kẹo vẽ xong gọi tôi dậy. Ok. Nào, 1, 2, 3. Phần đi kéo lên, phần đi kéo lên, rồi thương kéo qua. Đúng rồi. Rồi, nào, nào, rồi, đặt bây giờ mình. Ngang quá. Mình làm mấy cái giọt mưa lên là nó hiểu không? Đặt bên thịnh, đặt bên thịnh, đặt bên thịnh. Là sao? Thịnh, đặt bên thịnh, đặt bên thịnh. Kéo vô cái cây dù thôi. Cây dù, tuột, cây dù, tuột, cây dù, tuột. Chuẩn không? Công nghệ tôi thấy giọt mưa. Từ tiếp theo, từ tiếp theo. Cây dù. Từ tiếp theo. Ok, ok. Ủa, nói giọt mưa với liên quan gì đâu? Tôi nghĩ mình làm bằng cái này luôn đi. Giọt mưa mà. Đây còn mưa nhanh nhé. Đây là quả mưa phút. Bây giờ đây, dễ ngang qua một cái. Dễ ngang, ngang bên nào? Bên ngang. Nào cũng được. Ok, ok, rồi kéo. Bên nào cũng được, đi bên phía bên nào? Bên nào cũng được, đi bên phía bên nào? Kéo, kéo. Kéo vừa thôi. Cái gì đấy? Rồi, từ cái tam giác này vẽ xuống cũng được nè. Rồi cũng được, cũng được. Mệt quá. Bà tôi chơi game mình mệt. Cảm thấy rất mệt mỏi vậy. Gần giống rồi đó. Bên này kéo xuống. Được rồi. Đấy, đấy. Đây, đây, đây. Còn 10 giây. Cái gì đấy? Cái mũ. Cái mũ. Cái mũ. Tuyệt vời. Hết giờ. Ê trời ơi, tóc đẹp quá trời. Khó à, khó thật đấy. Nó là cái gì đó? Đóng lại thôi, cái vương miệng. Bây giờ thì đội chiến thắng đã có huy hiệu OG rồi đó. Đeo cho nhau đi. Đeo đi. Tôi cũng có. Tôi có hai cái lận. Nếp bóp kỷ lực. Này hai ông này cái đeo chung. Cái nếp bóp kỷ lực với cái Tony. Tôi cũng có nè. Tấm bằng là trường cấp 3, trường cấp 2, trường cấp 1. Nhưng mà kiến thức là trường đời. Nhưng mà kiến thức là trường đời. Wow. Đúng, 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 đúng.